Mình ở tận Lào Cai ship xa vậy có đảm bảo không hư hỏng không? Ôi bạn yên tâm nhá Tất cả loa mà mình trước khi ship đi ấy, thì mình phải qua một bước kiểm tra kỹ thuật Đó, mình kiểm tra kỹ từ hình dáng bên ngoài có bị chảy trước hay không Sau đó thì mình kiểm tra về phần âm thanh từ micro đến âm thanh Tất cả đảm bảo là an toàn Đảm bảo là không bị vấn đề gì thì bắt đầu mình mới đóng gói lại Đóng gói thì khi mình đóng gói như thế này Đó, mình đóng gói như này Thì làm rất là khó hư hỏng Nếu mà mình Uh, gửi qua sàn thì có thể có khả năng thì một vài trăm cái hay vài chục cái thì có sẽ có một cái là nó bị móc lưới nhưng mà móc lưới vào thì khách hàng có thể hoàn toàn là tự tháo cái lưới này ra nới lỏng bốn cái ốc xung quanh cái cân loa như này này đó nới lỏng ra thôi nhá chứ không phải lấy toàn bộ cái ốc ra sau đó mình lôi cái lưới ra mình nắn lại cái lưới xong mình ốp lại mình xoắn lại là được thì cái lưới này nó rất là đơn giản nắn lại là xong còn ngoài ra thì vận chuyển thì nó gần như là không xảy ra hư hỏng về vấn đề kỹ thuật gần như là nghìn cái mới dính một cái thôi và trong khi là bên mình đóng hàng rất là cẩn thận đó nhìn theo hai lớp chống sốc này cộng với một cái bốn cái lớp và tám cái góc đệm như này hạn chế tối đa tình trạng hư hỏng và lỡ có xảy ra tình trạng hư hỏng thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ là đổi trả bảo hành cho bên bạn cho nên bạn hoàn toàn yên tâm khi mua loa tại điện máy Nam Hoàng nhé cần mua loa qua ngay Nam Hoàng